các bạn thân mến, hiện tại thì Watom TV đang đứng trước một cái cây siêu to khổng lồ luôn quý vị các bạn. Quý vị các bạn nhìn thấy đó. Không, hai người đang đứng ở dưới gốc cây, nó không xì nhầy hết. Thì cây này là một cái cây gỗ quý quý vị các bạn, cây gỗ giáng hương. Ha. Quý vị các bạn nếu mà tìm ở trên Google thì sẽ biết giáng hương là một trong những cái loại cây gỗ quý quý vị các bạn, nằm trong sách đỏ đó. Thì siêu to khổng lồ luôn. Chiều cao của cây này ước lượng sơ sơ, đo sơ thì tầm khoảng 10 mét quý vị các bạn. Và niên đại nó chắc hàng trăm năm quý vị các bạn. Chút nữa thì Watom TV sẽ đến gần hơn để đo cụ thể những cái thông số, nhờ hai anh chị hỗ trợ nó đo cái thông số cho quý vị các bạn dễ hình dung hơn ha. Và cây này đã từng có một cái doanh nghiệp định giá hàng chục tỷ quý vị các bạn. Kinh khủng lắm. Bây giờ thì mời quý vị các bạn chúng ta tiến gần hơn lại cái cây để chúng ta xem ngoài cái sự đồ sộ khủng, độ khủng của cây này, độ hiếm của cây này, thì nó còn có thêm một cái nữa là trên những cái phần lũa, trên phần lũa của nó thì nghệ nhân đã chạm chỗ kỳ công vậy các bạn, chạm chỗ những cái con ngựa và những cái điêu khắc cho nó, thân gỗ lũa của nó rất là đẹp. Bây giờ thì mời hai nhân vật hỗ trợ đo sơ cái hoành nó lại cho quý vị các bạn xem ha, xem cụ thể hơn cái hoành. Rồi đo đo giùm cái hoành đi, coi thử cái hoành gốc của nó nhiêu. Hoành rễ, rễ siêu to khổng lồ luôn. Ở trong đó, ở trong cái phần lũa chạm chỗ rất là công phu quý vị các bạn. Chút nữa sẽ quay kỹ hơn cái phần chạm chỗ cho quý vị các bạn xem chi tiết ha. Còn bây giờ quay tổng thể để xem cái mức độ đồ sộ của cái cây này. Hư thước rồi hả? Cụ này cụ gỗ giáng hương. Cụ này chắc hàng trăm tuổi hả? Nghìn tuổi không? Vài trăm năm tuổi các bạn. Rất là kinh khủng. Hư thước luôn à. Ông đi mới dễ hơn á, chứ cầm cái đó đi sao được, cầm cái đầu đi sao được. Nó bị lận hả? Siêu to khổng lồ luôn. Lần đầu tiên được chưa, được nữa à hả? Đó là mấy mét rồi? 540 hoành. Cái này hả? Ừ, đây này. Đây là 500 rồi hả? Ừ. Rồi bây giờ mình kéo bồng qua bên kia nữa là nhiêu? Ừ. 500 là sao? 500 là hết luôn á hả? Hoành đế, hoành đế. Hoành đế hả? Thấy ông đo mấy con nữa rồi mà. Hai lần á hả? À. 540 hoành quý vị các bạn. Ở đây là nhiêu? Hoành eo đó là 500. Hoành eo 500 nữa hả? Là ở dưới nó hơn có 40 à hả? Kinh khủng quá. Hoành thân, bây giờ mình tính hoành thân là khoảng 500 quý vị các bạn. 500 hoành. Từ cái mấy cái cao cao lỗ lỗ này xuống tầm nhiêu ha? Khoảng 3 mét. Khoảng 3 mét. À. Từ mấy cái phần lũa xuống tầm 3 mét rồi các bạn. 3 mét 31. Cô ướm ướm cái tay cô vô thử coi. Hai người ướm ướm cái tay vô thử coi. Ôm ôm thử coi, cụ quá đây. Thấy cái sự đồ sộ của nó. Nhà lớn luôn. Không xi nhê hết, một cái bàn tay của một mình người đưa vô không xi nhê quý vị các bạn. Kinh khủng ha. Đây, bây giờ quay chi tiết cái phần bên trong cho quý vị các bạn xem cái phần chạm chỗ. Chạm chỗ. Điêu khắc. Chú ngựa mã đá thành công. Ngựa. Đây, cái phần lỗ bên trong hốc hàng à. Mấy ngựa không tiền? Mấy con.
mười mấy ngựa hả? Đếm, có đếm thử chưa? À, đây hai con à. Này mấy ngựa đó. Này biểu trời, cái hốc này người ta chui vô lọt luôn á. Hốc này người chui vô lọt này, bằng lỗ này. À, ngựa con nó các bạn. Nhiều lắm. À, nhiều ngựa lắm. Chắc nghi người ta tạc chín con quá. Hả? À. 9 là 12 gì hả? Thường thường người ta ta hay dùng mấy con số đó. Nhiều lắm hả? Ừ, nhiều lắm, mày cứ đắp. Còn trên đó nữa. Còn trên đó nữa. Dạ. Ừ. Ông Tiền không thấy cây nào bự như cây này chưa ông? Chưa thấy cây nào bự. Chưa thấy cây thứ hai hả? Rất là khủng vì các bạn. Hình nếu mà tính cái tàn nó chắc lên chắc cũng có chục mét quá hả? Chiều cao 10 mét. Ờ. Lan ngang 5 mét. Chiều rộng 8-5 mét hả? Quá chừng khủng cụ này luôn á. Dáng hương nha quý vị các bạn. Gỗ dáng hương á đúng không? Cây dáng hương. Chứ không phải cây thường á. Siêu to cũng lồ luôn. Bây giờ đi một vòng cho quý vị các bạn xem lại nha. Quý vị các bạn cũng đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh để tiếp tục theo dõi những cái video cực kỳ hay ho và hấp dẫn khác trên kênh quý vị các bạn. Siêu to khổng lồ.